Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn từ một bức tranh về con gấu nhé. Đây là bức tranh mà mình sẽ tô. Bây giờ chúng mình có bắt đầu tô nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô chiếc kiếm gỗ trước, mình sử dụng màu nâu nhé. Ta chuyên gia combo uốn nhuộm với dập. Nó không phải gọi là dập xuồng mà gọi là uốn phồng chân ấy. Vì tóc chị quá quá là xẹp. Cũng không phồng như tóc Yến. Yến không bao giờ mất tiền dập xù. Tóc Yến nó đã dày nó bông rồi. Tóc mình ấy, nó lại xẹp, chán. Ta chỉ muốn tóc ta đứng như tóc mày thôi. Không bao giờ phải dập xù. Dần quá, quá dần. Như là tóc ai người ta nào Nhất là nhuộm nhỉ, ấy nhiều lớp quá nó cũng cũng hãi. họ chỉ ông bát hai bát thuốc thì mình bao thuốc bắt nạt để ấp mặt lên Hôm này có hộ có một lần ta đi gội đầu ở quán ấy, bà kia bà bảo ta là tóc em dày thật đấy, tôi bảo eo chị ơi, tóc em mà dày thì không biết tóc ai dày nữa. Bà bảo tao là tóc sợi mỏng nhưng mà nó nhiều ấy. Còn mày là dày sợi đúng thế thì là tóc nhiều ấy. Giờ mình sẽ tô chiếc mũ nhá, mình sử dụng màu xanh. Không nhiều chị tóc tơ sướng lắm. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng nhé. Giờ mình sẽ tô chiếc áo nhé. Mình sẽ sử dụng màu cam vàng. Em qua đồ canh cua lại mua cua xay sẵn à? Nấu canh rau gì? Mùa này vẫn còn mùng tơi à? Lần mãi không có bà bán 6.000 một vớ về mới gặp là hết mùa rồi. Bây giờ còn rau cải nhiều Tiếp đến bây giờ mình sẽ sử dụng màu xanh nhé. À có một lần chị ở viện.
Việc Nam Định đúng không? Không, tôi ngủ chị là năm năm ngoái gần Tết ấy. Tôi ngủ chị là hôm qua qua. Tôi ngủ chị là đứa con ở nhà xong bà trông để đi chợ hoa đêm. Chợ bò này, đêm bán hoa. Mình sẽ kết hợp cùng với lại màu đỏ nhé. Đi ban ngày thôi. Nhưng mà bảo cho đêm vậy, nhưng mà chị thấy ở trên này chị bọn nó cắm hoa tươi, nó đi từ 7-8 giờ tối chứ nó bán đầy. Còn đi nhập hoa đấy về mà. Ừ, hoa đẹp mà Bây giờ mình sẽ sử nhiều dụng màu loại xanh nhé. rẻ nữa cơ, rẻ năm nay phải đi lấy để cắm. Năm nào chị cắm hoa? Ừ, hay cắm hoa cơ. Bây giờ mình sẽ tô quả bí nhé, mình sử dụng màu cam đậm. Ai? Ông kia ông sắm hết kệ. Ôi giời, em ơi, nó là một câu chuyện thật là dài. Cứ lấy tiền mừng ra mà mua thôi. Hôm qua mẹ tao bảo là thôi thì thôi luôn, phải kể chứ. Làm về là kể luôn. Không, ai bảo buổi tối căng quá thì là tao nói luôn. Tối qua ông sang. Không dám sang. Từ từ đã. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đâu?